Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình ha. Thì bạn nào là người xem mới mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh nha các bạn, để cập nhật những video mới nhất từ mình ha. Thì hôm nay thì mình làm video cũng quay về những cái cây dạng thọ của mình nha các bạn, cũng như là sẽ trả lời câu hỏi cho một anh ha, đã bình luận trong kênh của mình ha. Thì câu hỏi này nó cũng tiếu tiếu lắm các bạn. Thì anh này anh tên là Trinh Nguyễn. Thì anh này có bình luận trong kênh của mình là sao anh là ươm hạt giống bông dạng thọ là mua ở những cái điểm mà bán cây cảnh á, và anh này là trồng không có lên, và anh này là kêu mình giải thích. Anh trồng không lên anh kêu mình giải thích nha các bạn. Rồi thì mình cũng sẽ giải thích cho cái anh này luôn ha. Anh này tên là Trinh Nguyễn ha. Thì đầu tiên á thì mình sẽ nói về cái hạt giống nha các bạn ha. Thì cái hạt giống của mình á là nó phải là đúng chuẩn thì chúng ta gieo thì nó mới lên được ok. Chứ mua những cái giống cũ mà nó hết hạn sử dụng rồi đó thì chúng ta trồng cái nào thì nó cũng rất là khó lên. Và cái thứ hai nữa đó chính là cái giá thể. Cái giá thể của mình là phải chuẩn. Đó, thì đó là hai cái nguyên nhân chính để mà mình trồng cái bông dạng thọ của mình đó các bạn, thì nó được lên đều ha. Thì đầu tiên thì mình sẽ nói về là cái hạt giống nè. Thì khi anh mua cái hạt giống này đó thì mà anh thấy ở trong cái mà cái bao nhãn hiệu của anh đó là nó còn trong cái hạn sản xuất 2021 và đến 2022 á, thì nó là mới là ok, đó là cái giống mới. Còn mà cái giống mà trước đó nữa thì nó đã là cái giống cũ rồi, khi mà anh ươm lên á, cái tỷ lệ hao hụt của nó rất là cao luôn. Nó. Và cái thứ hai nữa là phần giá thể. Mà khi mà anh trộn giá thể á, đối với những bạn mà trồng nhiều á thì á là cần phải sử dụng như là cái tro trấu nè, rồi cái sơ dừa nè, rồi cái trấu sống nè, rồi cái phân chuồng nè, rồi mua thêm voi cũng như là lân và trico đạt ma, rồi chúng ta trộn lại chúng ta ủ nó, rồi sau đó thì chúng ta là mới đưa ra để chúng ta trồng. Và trước khi trồng thì mình cũng phải là tưới những cái dạng như là cái hợp chất á các bạn, hợp chất hữu cơ á này nọ để cho nó phòng những cái bệnh như là lở cổ rễ nữa, thì đó là mới là ok. Chứ mà anh mà không có xử lý cái giá thể, ví dụ như cái sơ dừa đi, nó rất là chát luôn. Bây giờ mà anh không luyện xuống những cái mương hoặc những cái đìa đó mà anh xử lý cho nó hết cái độ chát, mà anh cứ mua về mà anh cứ tưới nước sơ qua anh trồng thì chắc chắn thì nó sẽ không có lên rồi. Những cái rễ của nó đó thì khi mà nó đâm chồi ra mà nó đụng cái độ chát đi thì nó sẽ chết và nó không có được sống nữa nha các bạn ha, nó không có ok nó. Và còn thêm một phần nữa đó chính là cái phân. Khi mà cái cây của mình á, mà nó trong cái giai đoạn mà nó mới nứt mép á, mà các bạn không biết mà các bạn tưới những cái dòng phân như là ure này nọ đó thì nó cũng sẽ chết, nó nóng quá nó chết. Đơn giản như vậy thôi. Hoặc chí hoặc là thậm chí là mình tưới, mình đi phân là phân bọ các bạn, nó rất là nóng luôn. Nhiều bạn không biết á, là các bạn là đi cái giá thể mà phân bò mà nó chưa được quay mục đó thì khi mà mình tưới nước lên đó thì nó bốc hơi nóng lên á, nó nóng quá thì nó cũng sẽ không có lên. Mà thông thường á mà mình muốn trồng cái bông dạng thọ này á, mình chỉ ươm một loại duy nhất thôi, đó là tro đen. Đó là tro đen nha các bạn ha. Chỉ cần sử dụng là một loại duy nhất thôi. Và mình trải xuống đất đi. Và mình ghim nó, mình chịu khó mình cực công mình ghim cái bông dạng thọ nó xuống. Xong rồi mình sàng cho nó là khoảng đâu là 2 ly tro đó. Thì nó trong vòng khoảng đâu là tầm là 3 đến 4 ngày là nó sẽ nảy mầm thôi. Còn nếu như mà nó qua cái thời gian là 4 ngày đi là nó sẽ không có lên. Thì thông thường là mình để ý là nó như vậy nha các bạn. Thì các bạn nào mới trồng thì các bạn cũng có thể là tham khảo nhiều kênh đi để các bạn có thể là tìm hiểu ha. Thì đó là cơ bản là như vậy thôi chứ đâu có gì đâu khó. Chứ anh kêu em giải thích là em cũng giải thích như vậy thôi à. Mà thật chất là em cũng không có thấy được cái cây giống của anh nó lên hay không. Anh là câu hỏi em mắc cười. Nó thì ở đây thì em trồng cũng có vài chậu thôi, nó cũng lên rất là đều nha nha anh ha. Trước là em ươm là cái bằng cái tro đen, em ươm ở trong khay á. Em bươn đâu là cũng được tép à. Đó. Rồi sau nay em cũng đem ra chậu, em trồng nó cũng phát triển cũng rất là tốt luôn. Em trồng đây là giống 06 của Rồng Vàng ha. Đó. Và có nhiều bạn là hỏi em là cái giống cỡ này thì em sẽ ngắt đột vào cái ngày mấy. Thì nếu như là cái cây của mình mà nó sung á, mà nó phát triển tốt á, thì sẽ ngắt đột vào đầu tháng 12 âm lịch. Tức là khoảng đâu là mùng 1, mùng 2 là sẽ bắt đầu ngắt. Còn cây nào mà nó yếu quá, nó cái độ phát triển nó chậm á, nó bị thiếu phân á, thì mình sẽ ngắt sớm cho nó. Mình ngắt tầm đâu khoảng đâu là từ 26 hoặc là 27 tháng 11 âm lịch là sẽ tiến hành là ngắt đọt cho nó ha. Thì nó sẽ trổ đúng đúng Tết thôi. Đó. Cũng cơ bản vậy thôi chứ không có gì mà phải rắc rối đó. Tại vì trồng ít thì nó cũng không có gì hết á. Còn sâu thì mình chủ yếu là mình xịt những cái dòng thuốc mà mát thôi. Đặc biệt thì xịt những dòng thuốc sinh học thì nó sẽ tốt hơn.
Ví dụ như là xài cái thuốc là bảo đao ha. Thuốc bảo đao này nó rất là hay nha, thuốc sinh học nhưng mà nó diệt được cũng rất là nhiều cái loại sâu luôn. Thì em cũng đã làm một cái video em chia sẻ cũng rất là kỹ vào những cái video trước rồi, anh có thể là xem lại cũng như là cái cách đi cơi nó như thế nào chi tiết luôn, dành cho những bạn nào mà thích lấy bông nhiều hoặc là bông ít luôn, cây cao hoặc là cây thấp luôn, đối với cái giống mà 06 này luôn á, thái lùng luôn ha. Thì bạn nào mà đang mà gieo trẻ á, thì các bạn nên gieo những cái giống lùng ha, thì nó có thể là nó kịp Tết nha. Còn giống cao cao lỡ thì chắc chắn là nó sẽ không có kịp rồi, tại vì cái thời gian của nó là nó rất là kéo dài hơn cái giống lùng. Cái giống lùng nó chỉ từ 58 đến 63 ngày thôi đó. Thì hôm nay là chia sẻ cho các bạn vậy, cũng như là anh Trinh Nguyễn ha, thì em cũng đã giải thích rồi đó, thì anh xem thấy ok thì anh hãy chia sẻ cái video này nha. Rồi em xin được mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp.